Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 27 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ, một bộ truyện đang rất hay và được quý vị rất là đón nhận. Thưa quý vị, cũng mong quý vị tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi bằng cách là đăng ký kênh, cũng như là chia sẻ cảm xúc của quý vị sau khi nghe chuyện, và không quên là chia sẻ rộng rãi những cái sản phẩm cho chúng tôi phát hành. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung của tập số 27 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhìn một cái tôi liền sợ hết hồn vì người đứng bên ngoài là Vương Văn. Hơn nữa anh ta cũng ngước đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa vặn giao nhau chung một khoảnh khắc. Tôi lập tức buông ống nhòm, cố gắng chấn tĩnh lại một chút. Sau khi Đường Dũng bị thương, những ngày qua tôi đều bận rộn chăm sóc cho Đường Dũng, điện thoại cũng không có chú ý nhìn, cho nên quên mất việc đã ước hẹn 3 ngày với Vương Văn. Nhưng anh ta lại có thể tìm tới nơi này, quả thật khiến tôi có chút giật mình. Chỉ là nếu anh ta đã tìm tới, tại sao còn đứng ở ngoài cửa mà không chịu vào? Trong lòng của tôi rối bời. Vốn lúc mà tôi đồng ý cân nhắc chuyện gả cho Vương Văn là trong lúc tức giận. Lúc ấy tôi mới kết hôn, trong lòng tôi tức giận mới không từ chối anh ta. Hiện tại tôi biết là Tô Mộc vì tôi mà hy sinh như vậy. Lúc này tôi thật không biết phải làm sao để đối mặt với Vương Văn. Bản thân của anh ta cũng là người bị hại, hơn nữa còn là bà bạn trai của tôi. Nếu bây giờ tôi trực tiếp thẳng thắn nói cho anh ta biết là tôi yêu Tô Mộc, không thể gả cho anh ta, thì có phải là quá tàn nhẫn hay không? Tâm loạn như ma, tránh cô không giải quyết được vấn đề, tôi liền quyết định. Hít sâu một hơi định gọi Vương Văn vào nói cho rõ ràng. Anh ngờ tôi còn chưa dám gọi điện cho Vương Văn thì chuông cửa đã chợt vang lên. Màn hình trong phòng nối với máy quay ở bên ngoài, tôi nghĩ là Vương Văn đang ấn chuông cửa. Vừa định mở ra thì tôi lại thấy một người phụ nữ đang đứng ở dưới máy quay. Cô ta nhìn qua so với tôi không lớn bao nhiêu tuổi, chắc cũng không chừng 20 tuổi. Trên người mặc đồng phục, hẳn là nhân viên của công ty Phùng Đông. Tôi ấn nói chuyện qua màn hình, hỏi công ty kia có chuyện gì. Cô ta rất lễ phép, hỏi tôi có phải là Lộc Dương, chủ căn biệt thự này không. Khi Đường tôi xác nhận, cô ta nói thêm bên ngoài có người bạn đang chờ, nói tôi đi ra ngoài một chút. Tôi vốn cho là công ty này tìm tôi có chuyện gì, hóa ra chỉ là thông báo cho tôi Vương Văn đang ở bên ngoài. Tôi bèn nói, bảo anh ta cứ đi vào là được, cửa không khóa. Anh ngờ cô nhân viên kia nhìn sang bên cạnh một chút, đột nhiên lo lắng, lập tức chạy ra khỏi màn hình hướng về phía của Vương Văn. Chưa đầy 2 phút sau, nhân viên kia quay lại, sốt ruột nói với tôi Vương Văn bị ngất xỉu, bảo tôi mau chóng đi ra ngoài. Tôi định ra ngoài, nhưng chân vừa bước đến cửa liền nghĩ tới lời nói của Tô Mộc. Anh ấy nói rằng gần đây tôi gặp nguy hiểm, không được mở cửa. Hơn nữa chuyện này quả thật có chút kỳ quặc. Tôi vừa rồi còn thấy mặt mũi của Vương Văn bình thường nhìn tôi, tại sao đột nhiên lại ngất xỉu như vậy? Hơn nữa kể cả ấn chuông cửa thì anh ta có phải né tránh tìm người khác ấn chuông giúp sao? Từ các biểu hiện đó tôi mơ hồ cảm giác được anh ta đang giống như là trốn tránh tôi, hoặc là có lẽ là tránh căn biệt thự này. Nếu không anh ta sẽ không cố chấp bảo tôi ra ngoài gặp anh ta. Nghĩ tới đây tinh thần của tôi căng thẳng. Hơn nữa còn có một con chuột thành tinh hôm trước, mặc dù dám ấn chuông cửa nhưng mà cuối cùng cũng không đi vào. Cái này chứng tỏ cấm chế thuộc luồng tiên bày xuống thật lợi hại. Mà có thể cảm nhận được cấm chế này cũng chỉ có ma quỷ muốn làm tổn thương tôi mới nhận ra. Vậy mà Vương Văn nhiều lần muốn tôi đi ra ngoài, tại sao? Chẳng lẽ anh ta muốn hại tôi? Nghĩ vậy tôi lại càng không dám liều đi ra ngoài. Nhưng bây giờ Vương Văn đang ở trước cửa nhà khiến tôi cảm thấy bất an. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi liền tìm điện thoại gọi cho Vương Văn. Khi tôi cầm điện thoại mới phát hiện trong điện thoại của tôi có không dưới 30 cuộc gọi nhỡ của Vương Văn. Hơn nữa anh ta còn nhắn cho tôi một số tin nhắn. Phần lớn hỏi tôi bây giờ ở đâu, sao nhà lại bị cháy. 3 ngày ước hẹn đã đến, anh ta tới tìm tôi muốn có câu trả lời. Xem nội dung tin nhắn, thật giống như là cũng không có gì bất thường. Nhưng tôi liên tiếp bị hại cho đến bây giờ rất cảnh giác, liền tính gọi cho anh ta trước. Nhân viên kia nói Vương Văn ngất xỉu, nếu bây giờ điện thoại không ai nhận, hoặc là những nhân viên kia là bình thường. Nếu là Vương Văn tự mình nhận thì chứng tỏ nhân viên kia đang nói dối, hoặc là Vương Văn đang diễn trò. Cho dù bọn họ ai có vấn đề thì cũng chứng tỏ một điều, bọn họ muốn tôi đi ra ngoài. Một hồi chuông điện thoại chuyển tới,
Lòng của tôi lo lắng muốn chết, lòng bàn tay đắt đầu đầy mồ hôi. Mấy giây sau, bên kia rút cuộc cũng có người nghe điện thoại. Chỉ là giọng nói trong điện thoại nháy mắt khiến tôi tuyệt vọng. Đó là Vương Văn. Giọng của anh ta nghe rất bình thường, không có chút gì là yếu ớt. Hơn nữa anh ta thật giống như là có ý muốn kéo vào mối quan hệ giữa chúng tôi vậy. Cố tỏ ra vẻ ung dung cười rồi nói: Dương Dương, rốt cuộc em cũng chịu nói chuyện. Anh còn tưởng em không muốn gặp anh nữa, cố ý tránh mặt anh. Đi ra đi, bây giờ anh đang ở trước cửa nhà em. Em có đáp án chưa? Có. Giọng của tôi run rẩy rồi nói: Vậy em nghĩ thế nào, có muốn gả cho anh không? Nghe được tôi có đáp án, giọng của Vương Văn có chút kích động, giống như là đang rất vui vẻ. Chỉ là sự vui vẻ đó rõ ràng là giả vờ. Mặc dù giọng rất khoái trá, nhưng từ trong âm thanh tôi không thấy được bất kỳ tình cảm mừng rỡ nào. Chuyện này anh vào đây rồi nói đi, qua điện thoại cũng không được rõ ràng. Hơn nữa bây giờ anh cũng đến cửa nhà rồi, cũng không thể cứ đi đi lại lại ở trước cửa như vậy. Tôi giả vờ không biết gì, cười nói yếu ớt. Trong nháy mắt Vương Văn có chút chần chừ, nhưng anh ta phản ứng rất nhanh, liền cười nói chân anh ta bị trẹo không đi lại được bình thường, cho dù vào nhà cũng phiền tôi ra ngoài đỡ anh ta một chút. Nói là đỡ, thật ra vẫn là muốn tôi đi ra ngoài. Trong lòng của tôi cảm thấy lo lắng. Xem ra tôi đoán không nhầm, lần này Vương Văn trở về tuyệt đối không có đơn giản như lời anh ta đã nói. Nghĩ tới đây tôi đột nhiên có chút hối hận, tại sao lúc gặp Tô Mộc lại không hỏi anh ấy tình huống của Vương Văn. Ban đầu Vương Văn là bị anh ấy bắt đi, bây giờ biến thành thế nào, có lẽ anh ấy biết một chút nội tình. Nghĩ tới đây tôi không dám tùy tiện đi ra ngoài, dẫu sao Đường Dũng còn bị thương chưa khỏe, mặc dù có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại nhưng vẫn tập tễnh. Mình tôi một mình xông ra ngoài quả thật không an toàn. Hơn nữa từ sâu trong tôi cũng không muốn gặp Vương Văn lần nữa. Việc anh ta có thay đổi không chưa nói tới, sau khi anh ta biến mất tôi đã yêu người khác, tôi cảm thấy thật có lỗi với anh ta. Ngay tới đây tôi liền tìm lý do để bác lý do chân đi không tốt của Vương Văn. Khi tôi đang bể đầu sứt chán tìm lý do thì Diệu Diệu đột nhiên kéo tôi lại, chỉ Vương Văn trong ống nhòm rồi nói: Chị có phát hiện ra người đàn ông kia lạ? Lạ chỗ nào? Thế Diệu Diệu nói như vậy tôi liền hỏi. Nó là tiểu quỷ đi theo Đường Dũng cũng được coi như là kiến thức rộng. Rất nhiều chuyện tôi không biết đều là do Diệu Diệu chỉ cho. Nó nói Vương Văn không bình thường thì nhất định là có thấy lý do gì đó. Chị nhìn kỹ đi, sau lưng người kia giống như là có cái tua trong suốt, giống như là dây gắn vào trong thân thể của anh ta. Mỗi khi anh ta cử động thì những thứ kia cứ rung theo, thật là kỳ quái. Diều Diều nói. Nghe nó nói như vậy, tôi lập tức nhìn qua ống nhòm về phía của Vương Văn. Quả thật anh ta đang nghẹo người dựa vào một cái cây, giống như thực sự bị chật khớp chân vậy. Nhưng những tua rua trong suốt Diều Diều nói thì tôi lại không nhìn thấy gì. Tôi rửa mắt một cái, nhìn lại thật kỹ, nhưng mà sau lưng của Vương Văn vẫn sạch sẽ, không thấy cái tua nào cả. Tôi hỏi lại Diều Diều một lần, hỏi nó có nhìn nhầm không. Thế tôi nghi ngờ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Diệu sụ xuống, mất hứng rồi nói: Không nhìn nhầm, dây kia mặc dù trong suốt nhưng mà em thấy rất rõ ràng. Nếu không tin em có thể chứng minh cho chị thấy. Vừa nói Diệu Diệu vừa liền tập trung nhìn về phía của Vương Văn, cũng bảo tôi chú ý nhìn qua ống nhòm. Tay trái của anh ta cử động. Vương Văn đưa tay trái lên xoa xoa màn hình điện thoại. Đầu anh ta cử động. Vương Văn cúi đầu. Điện thoại ta nháy mắt chuyển tới giọng của Vương Văn, nói tôi ra ngoài đỡ anh ta một chút. Chân trái của anh ta bị gãy. Chân trái chính là cái chân của Vương Văn nói bị trẹo. Lúc này chân trái rũ trên mặt đất, mắt cái chân rắn xuống đất tạo thành một hình dáng rất quỷ dị. Người bình thường mà chân bị lệch thành góc đó thì nhất định sẽ rất đau. Đến đây tôi không thể tin lời của Diệu Diệu nói. Nếu như mà không phải những cái dây kia chuyển động thì tại sao Diệu Diệu có thể dự đoán được Vương Văn muốn cử động chỗ nào? Nói vậy Vương Văn bị các dây kia trong suốt khống chế thân thể, vậy thì anh ta là bù nhìn hay sao? Diệu Diệu nhìn quanh một hồi rồi lắc đầu nguầy nguậy, nói rằng sợi dây tơ đó rất dài, 7 quạt 8 rẽ, không biết nó xuất phát từ đâu. Nhưng vẫn may mắn rằng dây đó chỉ có mỗi một mình Vương Văn, không còn có thêm ai khác. Ngay cả nữ nghiệp vụ kia cũng đã rời đi. Sau khi đã biết Vương Văn lúc này có thể biến thành một con rối, tôi không còn lo ngại nữa, trực tiếp ngắt điện thoại của Vương Văn, gỡ pin, tinh thần tôi bất loạn, hốt hoảng ngồi phịch xuống đất, phân vân không biết nên làm gì.
Phương Văn lần này trở thành một con rối đến tìm tôi. Phía sau anh ta nhất định có người đang khống chế các hành vi của anh ấy. Trách không được mỗi lần Vương Văn xuất hiện, tôi chỉ luôn cảm thấy anh ta kỳ lạ. Hóa ra anh ấy bị người khác khống chế, hoặc là anh ta đã sớm không còn là Vương Văn nữa. Sau khi phát hiện ra điều này, trái tim của tôi như ngàn vạn mũi kim châm vậy. Nói cho cùng thì cũng chính là tôi đã hại Vương Văn thành ra như vậy. Giá như ngày đó tôi không phá giới, không đi theo Vương Văn đến viếng mộ của bà nội anh, Vương Văn cũng sẽ không thay đổi thành dạng này. Tôi sững sờ ngồi trên ghế sofa hai tầng, nhìn kính viễn vọng. Tôi không biết dù đang nghĩ gì, não tôi hiện giờ trống rỗng. Tôi không biết thời gian đã trôi qua là bao. Diều diều lấy tôi hai lần mới có thể kéo tôi trở lại hiện thực. Con bé nói Vương Văn đã rời đi. Tôi mới giật mình nhìn qua kính viễn vọng, anh ấy thực sự đã đi rồi. Tim của tôi mới nhẹ nhõm hơn một chút. Cuối cùng Diệu Diệu đi xuống dưới, tôi thấy Đường Dũng đã sắp xếp trong mọi thứ. Ở trước mặt của mình sắp xếp một đống thứ đồ vật, có nước, có nụ hoa chấm nở hoa sen, có chảy cán bột và vài thứ giống như là đậu đen. Mặc dù là bây giờ anh ấy trong hoàn cảnh tốt hơn nhiều rồi, nhưng có lẽ vì bị thương ở mông, một vài chỗ còn đang kết vảy, nên anh ta phải nằm sấp xuống. Đầu người lên loay hoay sắp mấy thứ đồ kia, tay chân ngắn ngủi, nhìn bộ dạng này thật khôi hài. Đường Dũng không nghĩ tới tôi lại chạy xuống đây nhanh như vậy, thấy tôi cả khuôn mặt đó liền đỏ bừng, vội vã cố gắng đứng dậy, tay còn cố gắng vuốt lại tóc, cố tìm lại dáng vẻ đẹp trai nhất nói: "Chuyện em nói với anh rằng em muốn bắt quỷ ấy, chuyện đó cứ giao cho anh là được. Đừng thấy anh bây giờ hoạt động bất tiện, chỉ vài phút thôi anh sẽ bắt về cho em cả một phòng quỷ. Tuy nhiên khi Long Phủ bắt quỷ không thể để cho người khác nhìn thấy được, vậy nên em nên tìm một phòng nào đó để tránh mặt, chờ anh làm xong sẽ gọi em tới." Anh ấy nói có vẻ rất nghiêm túc, nhưng tôi lại có chút hoài nghi. Lúc trước cũng không ít lần anh ta thi triển phép thuật trước mặt tôi, chứ lần nào bắt tôi phải vắng mặt, sao lần này là bắt tôi phải tránh mặt đi nhỉ? Nhưng có lẽ chuyện này cũng được coi là chuyện kiêng kỵ. Tôi cũng không hiểu rõ, đành phải nhẹ gật đầu rồi lui ra ngoài tìm chỗ ẩn nấp. Không bao lâu sau tôi cũng thấy Diệu Diệu đi ra ngoài. Tôi liền đi theo lên lầu 2 để tìm chỗ trú nấp. Trong nháy mắt tôi lại càng cảm thấy kỳ quái. Cứ không biết gần đây tôi có phải bị bệnh đa nghi quá nặng hay không, mà tôi luôn cảm thấy lần làm phép này của Đường Dũng rất lạ. Không chỉ muốn tôi tránh đi, ngay cả Diệu Diệu cũng bị đuổi ra ngoài. Anh ấy trước kia chỉ muốn thi thuật đều để Diệu Diệu ở lại bên cạnh làm trợ thủ. Tôi vội hỏi Diệu Diệu tình huống thế nào rồi, Đường Dũng không có sao chứ? Diệu Diệu thì tôi quan tâm Đường Dũng như vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức cười xấu xa, y như là Đường Dũng, rồi nói: "Chị đây cũng không nhìn ra ư? Cái gì mà không thể có người xem vậy? Chẳng qua là lão đại tùy tiện viên lý do, hắn đem em đánh ra, không là để cho em tới giám thị chị, chỉ là vì phòng ngừa chị nhìn lén lão đại thi pháp." "Vì sao vậy? Chẳng lẽ lần này anh ấy thi triển là cấm thuật gì sao?" Trước đây có Tô Mộc thi triển cấm thuật, tôi lúc này cũng trở nên 10 phần mẫn cảm. Sẽ Đường Dũng cũng giả vờ ngơ ngẩn vì tôi mà thi truyền cái cấm thuật nào đó tổn thương tới mình. Kết quả là tôi đã quá cả nghi. Sư Diệu Diệu nghe tôi nói liền cười lên ha hà rồi nói thẳng: "Cái gì mà cấm thuật? Anh ấy không cho chị nhìn hoàn toàn là vì đùa nghịch. Anh ấy hiện tại cái mông đang bị thương, hành động không tiện, một hồi nữa làm phép khẳng định hình tượng sẽ giảm lớn, cho nên mới nghiêm lệnh cấm chị ở bên cạnh quan sát, còn cố ý để em ra nhìn chị chằm chằm đó." Nói xong trên mặt của nó mặt cười xấu xa càng đậm, cười tuét cả miệng, lộ ra hai chiếc răng nhọn nhỏ, giống như là tiểu hấp huyết quỷ hỏi tôi: "Tỷ tỷ, chị có muốn nhìn lão đại em thi pháp như thế nào hay không?" Vốn bây giờ đang lúc nhiều việc, tôi không có tâm tư nhìn xem Đường Dũng làm phép thế nào. Nhưng Đường Dũng cố ý bày trò không muốn tôi thấy anh ta làm phép lại khiến tôi cảm thấy tò mò. Bị Diệu Diệu tạo điều kiện, tôi liền gật đầu một cái nói là muốn. Diệu Diệu cười đầy mờ ám, kéo tay của tôi rón rén quay trở lại, sau đó ghé vào lan can cầu lầu 2. Xuyên qua lan can, tôi có thể vừa vặn đem tất cả cảnh tượng ở lầu 1 nhìn thấy. Chỉ thấy Đường Dũng dính vào một thứ đồ vật đen xì ở trên trán của mình, sau đó nằm dạp xuống mặt đất một mặt thành kính. Sau đó hắn dùng chảy cán bột có một cái vào chén chứa nước, cái bát sắp lập tức phát ra âm thanh thành thúy. Sau đó hắn dùng âm thanh này làm bản tấu, hát lên một bài ca dao tiếng Thái. Mà theo những câu ca,
Cây mông cũng đung đưa trong không trung theo tiết tấu. Bộ dáng kia giống như là một con sâu đang ngoái mông, buồn cười không thể chịu nổi. Một mực nhìn chăm chú, tôi cũng không cảm giác được có chuyện gì. Bất quá sau khi nhìn, tôi liền phát hiện cây mông của Đặng Dũng vậy mà chậm rãi vểnh lên giống như là đang tập yoga vậy. Liền ngay cả tôi cũng bị Đặng Dũng chọc cho buồn cười, thấp giọng hỏi Diệu Diệu, lão đại của nó đang làm gì vậy? Đem truyền chiêu hồn chú ra ngoài, giọng anh ấy không lớn, muốn khuếch tán xa phải dùng hành động của thân thể phụ trợ để truyền sóng âm đi. Cây mông của anh ấy bây giờ giống như là cây máy phát tín hiệu vậy đó, quỷ trong chu vi 10 dặm quanh đây sau khi nghe được lời chiêu hồn sẽ không tự chủ được mà chạy tới đây. Diệu Diệu giải thích, tôi lập tức không nhịn được cười, không nghĩ tới cây mông của Đặng Dũng còn có thể công hiệu như vậy. Trách không được anh ta chết cũng không chịu để tôi ở bên cạnh xem anh ta làm phép, hóa ra là quá trình này lại khôi hài như vậy. Tôi cố nín cười, lặng lẽ đứng ở lầu 2 nhìn Đặng Dũng ở phía dưới đang lắc mông theo nhịp điệu. Một lúc sau, trong đại sảnh lầu 1 đột nhiên nổi lên một trận âm phong, sau đó tôi nhìn thấy mấy thân ảnh mà tối xuyên qua tường đi vào bên trong, lòng vòng một chút rồi bay về phía của Đặng Dũng. Tinh thần của tôi lập tức run rẩy, cũng không còn lý do cười Đặng Dũng nữa, hai mắt chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của Đặng Dũng. Hiển nhiên anh ta cũng thấy những âm hồn này, nhếch miệng nhe răng cười một tiếng. Cây mông rút cuộc cũng dừng chuyển động, chờ sau khi toàn bộ những âm hồn kia tụ ở bên cạnh mình, anh ta liền cầm đóa sen chuẩn nở đang đặt trong bát nước vẩy lên những âm hồn quỷ vật kia. Nước kia giống như là có ma lực vậy, sau khi dính lên các ma quỷ vật liền khiến cho những con quỷ kia nháy mắt biến thành một làn khói màu xám trắng bay vào giữa bông sen. Toàn bộ quá trình kéo dài trong thời gian rất ngắn, chớp mắt 7-8 hồn quỷ đã bị chiêu về, đã bị nhốt ở bên trong tâm của bông hoa sen. Xong hết tất cả, Đặng Dũng cười càng thêm sán lạn, đem đặt bông hoa sen sang một bên, thu đồ mọi vật, sau đó đứng lên soi vào gương. Sau khi đã chắc chắn mình vẫn rất đẹp trai, mới hướng lên lầu 2 gọi tao một tiếng, nói làm xong rồi tôi có thể đi xuống. Tôi đã sớm không nhịn được, nghe thấy anh ta hô, lập tức băng băng chạy xuống. Cả mặt của Đặng Dũng lộ vẻ đắc ý, gương mặt đẹp trai sáng sủa đứng trước mặt của tôi, đem đóa hoa sen trên tay đưa cho tôi, nói quỷ đã bị thu lại trong đóa hoa sen này, bảo tôi cất kỹ đi. Tôi gật đầu một cái, nhận lấy hoa sen, phát hiện đóa hoa sen kia nặng trĩu, mặc dù nhìn thì không lớn nhưng mà nặng ít nhất phải hơn 2 cân. Tôi cười một tiếng, nói cảm ơn Đặng Dũng, rồi cầm đóa hoa sen muốn rời đi. Nhưng Đặng Dũng kéo tôi lại, mặt đầy bi thương rồi hỏi tôi: anh phí rất nhiều sức như vậy để bắt quỷ cho em chỉ nói một câu cảm ơn rồi liền bỏ đi sao? Không định nói cái gì khác nữa sao? Tôi nhìn bộ dạng rất là đàng hoàng chững chạc của anh ta bây giờ, trong nháy mắt đầu tôi đột nhiên hiện lên cái tình cảnh xoay cái mông vừa rồi, liền bật cười thành tiếng, gật đầu nói: có à? Cái gì? Sắc mặt của Đặng Dũng lộ vẻ vui mừng, chờ một lời khen từ tôi. Tôi lập tức ngoắc ngón tay để anh ta xít lại gần hơn một chút, sau khi ghé vào lỗ tai của hắn nhẹ giọng cười: thật lợi hại, như vậy mà vẫn có thể phát được tín hiệu đi xa. Sau này tín hiệu wifi nhà tôi không tốt, sẽ nhờ anh ngoe ngoài một chút bên cạnh có được không? Vốn bây giờ đang là lúc nhiều việc, tôi không có tâm tư nhìn xem. Em... Sắc mặt của Đặng Dũng biến đổi, sợ sệt nhìn tôi. Còn tôi thì cười to một tiếng, đem đó hoa sen đi lên lầu 2. Phòng ngủ của cha mẹ tôi ở trên lầu 2. Từ khi bọn họ hôn mê, mỗi ngày tôi đều đến lau rửa cho bọn họ, đút đường và nước muối sinh lý cho bọn họ. Nhưng những thứ này mặc dù có thể bảo vệ tính mạng, nhưng cũng chỉ có thể gọi là duy trì mạng sống. Cho dù tôi mỗi ngày chăm sóc thì đều dùng mắt thường, cũng vẫn thấy được cha mẹ tôi đang gầy đi. Sáng sớm khi Đặng Dũng vừa tỉnh, tôi liền gọi anh ta sang xem tình hình của cha mẹ tôi một chút, xem có thể khiến cho họ tỉnh lại hay không. Đặng Dũng vây quanh cha mẹ tôi nghiên cứu nhiều giờ, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói hẳn là do pháp thuật đặc biệt của thuồng luồng tiên. Người bình thường cho dù có bản lĩnh lớn cũng đừng mong thức tỉnh được cha mẹ tôi. Lúc đầu còn cảm thấy chẳng qua là cha mẹ tôi chỉ ngủ, ngủ mấy ngày nay cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ thời gian ngày ngày trôi đi, cha mẹ tôi càng ngày càng gầy, mà thuồng luồng tiên thì một chút dấu hiệu trở về cũng chẳng có. Xem ra tôi không thể trông đợi vào việc thuồng luồng tiên quay lại, tôi phải ra đi tìm. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, không cần người khác nhắc tôi cũng biết bên ngoài đang nguy hiểm trùng trùng.
Nghe tới đây lòng tôi có chút hỗn độn. Tình huống bây giờ là tôi phải quay lại lầu 32 một chuyến. Nhưng trải qua sự kiện cương thi lẩn trốn, phái cản thi nhất định sẽ tăng cường cảnh giác. Lần nữa quay lại chắc chắn còn nguy hiểm hơn so với lần đầu tiên. Hơn nữa không chừng cản thi phái sẽ đem cương thi rời bỏ. Dẫu sao chuyện này gây nên náo loạn lớn như vậy, toàn bộ chính quyền cũng đang điều tra. Cho dù là phái cản thi có bản lĩnh lớn hơn nữa, thì nói cho cùng vẫn là một tổ chức trong dân. Không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không đối đầu với chính quyền. Cho nên nếu như tôi lại đi gặp nguy hiểm, một là sẽ bị cương thi cào cắn, hai là tôi sẽ không tìm được cương thi, hơn nữa còn sẽ bị phái cản giới để mắt tới. Tôi nhất định phải có một kế hoạch tuyệt đối không có sai lầm mới có thể đi ra ngoài. Nhưng bây giờ khó giải quyết nhất hiển nhiên là nguy hiểm ngay cửa nhà của tôi mà tôi không hề biết. Chưa cần phải nói có thú dữ mai phục hay không, chỉ là Vương Văn tới không có ý tốt như vậy, chỉ mới trời mới biết đứng sau anh ta là ai. Dường như tôi lâm vào bế tắc, muốn phá được sự mai phục ở cửa liền phải có một thực lực lớn mạnh của thuồng luồng tiên. Dựa vào thuồng luồng tiên đánh ra, bây giờ quỷ để cho thuồng luồng tiên ăn đá, nhưng thuồng luồng tiên lại không có ở đây. Mà tôi nóng lòng đi ra ngoài cũng vì muốn tìm thuồng luồng tiên quay trở về. Cứ như vậy căn bản một vòng lặp lại không lối thoát. Tôi chăm chú chăm sóc cha mẹ tôi, một bên vừa lau rửa cho bọn họ, một bên đầu óc tập trung suy nghĩ tìm biện pháp để phá vỡ bế tắc. Đang suy nghĩ, ánh mắt tôi vô ý rơi trên chiếc tủ cạnh chiếc đầu giường của cha mẹ tôi. Phía trên có một quyển sách, chính là quyển Phó Âm Kinh mà Tô Đoàn đã đưa. Lần trước tôi lật vài trang không hiểu được, bây giờ lại thấy nó, tôi thật giống như là gặp nước trên sa mạc. Những gì ghi trong Phó Âm Kinh đều là thuật cấm, mặc dù sử dụng sẽ gây nguy hại lớn cho bản thân, nhưng mà hiệu quả pháp thuật nào cũng có rất bá đạo. Nếu không tôi đã không sống được cho đến bây giờ. Nếu như có thể học được pháp thuật nào đó trong đó, không chừng có thể phá vỡ được bế tắc lúc này. Quan trọng hơn chính là tôi hy vọng có thể tìm thấy trong đó cách phá giải di chứng của Tô Mộc khi thực hiện pháp thuật kia. Nghe tới đây tôi lần nữa cầm quyển sách này lên, lần nữa mở ra. Chứ bên trong tôi cũng không biết nhiều, có điều tôi không biết nhưng những người khác biết. Tô Đoàn xem cuốn sách này biết được chuyện Tô Mộc đã làm, chứng tỏ cậu ta nhất định biết loại chữ này. Tôi liền lấy điện thoại gọi cho Tô Đoàn, nhưng sau khi bấm nút nghe, tôi mới có phản ứng được. Những chuyện này tôi lại không thể miêu tả được cho cậu ta, cho nên đành cúp máy điện thoại, dùng thử số điện thoại tìm xem cậu ta đăng ký WeChat hay không. Thật may sau khi tìm, WeChat đúng thật tìm ra một tài khoản. Hình đại diện là một đóa hoa mai tuyết trắng, nhìn có cảm giác rất cổ đại, căn bản không giống WeChat của những người trẻ tuổi. Có điều cũng may cái tên rất dễ nhận ra, đặt là đau không đau, nhìn một cái lại biết ngay Tô Đoàn. Tôi vội gửi cho cậu ta lời chào, hỏi cậu ta có phải là Tô Đoàn hay không. Cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi tôi có phải là bà hay không. Sau khi chắc chắn được đối phương, tôi với cậu ta cũng không tán gẫu, liền bảo cậu ta tìm một chỗ yên tĩnh ở được một mình, sau đó chụp lại trang sách gửi cho Tô Đoàn để cậu ta dịch lại cho tôi một chút. Tô Đoàn gửi lại cho tôi một chuỗi mặt cười, sau đó mới nói cho tôi chứ trên sách đều dùng quỷ văn ghi lại, nếu như tôi xem không hiểu chỉ cần tìm một con quỷ tới làm phiên dịch cho tôi là được, tất cả quỷ đều biết. Tôi sửng sốt hỏi lại cậu ta quyển sách này không phải là bảo bối của Tô gia sao, hẳn rất bí ẩn, sao có thể tùy tiện cho người khác thấy, cho dù là quỷ cũng không tốt. Tôi đoàn lại cười, nói sách mặc dù là dùng quỷ văn để viết lại nhưng lại có cấm chế, ngoại trừ Tô gia thì quỷ chỉ có thể đọc được từng chữ, không thể giáp thành từ, càng không thể lắp ráp thành câu hoàn chỉnh. Mỗi lần trong đầu của họ chỉ hiện lên một chữ mà thôi, khi hiện ra chữ thứ hai thì chữ trước liền tự động bị xóa. Tôi không cần phải lo lắng. Lúc này tôi mới yên lòng, hóa ra đó là quỷ ngữ, thảo nào mà tôi không biết. Lần này thì dễ, có sẵn quỷ là Diệu Diệu ở bên cạnh, tôi lập tức đem quyển Phó Âm Kinh đi tìm Diệu Diệu để nó đọc cho tôi một chút. Anh ngờ Diệu Diệu lật sách nhìn hai lần, nói nó cũng không nhận ra chữ bên trong, không có cách nào để giúp tôi. Thật là bực quá, quỷ còn nhỏ sẽ không biết quỷ ngữ, vậy mà Tô Đoàn lại nói tất cả quỷ đều có thể biết. Tôi liền gửi một chút biểu tượng tức giận cho Tô Đoàn, vừa định mắng cậu ta thì bỗng nhiên nhớ tới Diệu Diệu là tiểu quỷ của nước Thái, cho dù biết chữ thì cũng là biết chữ Thái, đừng nói quỷ ngữ Trung Quốc, ngay cả tiếng Trung giản thể nó cũng không biết được mấy từ. Tôi liền đi tìm Đường Dũng nhờ hỗ trợ,
anh ta vẫn còn đang giận tôi. Thế tôi đi tìm liền giả bộ lạnh lùng không để ý. Tôi cũng không trêu chọc anh ta nữa, lấy quyển phó âm kinh, lại lấy ra bông hoa sen để cho anh ta đưa một con quỷ ra phiên dịch quyển sách này cho tôi một chút. Ban đầu Đường Dũng còn giả bộ lạnh lùng, vừa thấy quyển phó âm kinh liền bị hấp dẫn, hai mắt nhìn chằm chằm quyển sách này, chân mày cũng dần nhíu lại. Ở khoảng cách rất gần, tôi thậm chí còn có thể thấy thân thể của anh ta run rẩy. Cái này thật không đúng lắm. Bằng kiến thức của Đường Dũng thì cho dù đây vốn là sách cấm thuật thì cũng không đến nỗi phản ứng như vậy mới phải. Tôi đưa tay qua trước mặt Đường Dũng, nhắc nhở anh ta tỉnh hồn lại. Anh ta nắm lấy tay của tôi, mặt đầy ngưng trọng rồi hỏi: "Sao em lại có sách này? Rốt cuộc em là ai?" Tôi bị sự thay đổi bất ngờ của anh ta khiến cho choáng váng, cả người đều ngẩn ngơ rồi nói: "Tôi là Lộc Dương đây, anh có bị bệnh không vậy?" "Thử hỏi thân phận của em cuối cùng là ai?" Đường Dũng như thét lên. Hiển nhiên lúc này anh ta không còn tâm tình đùa giỡn với tôi nữa. Xem ra anh ta không chỉ nhận ra quyển sách này mà còn cùng quyển sách này có quan hệ rất sâu xa. Nhưng đây là sách cấm của nhà họ Tô, sao lại có quan hệ với Đường Dũng được? Tôi tạm thời đã nghi ngờ ở trong lòng xuống, giải thích cho Đường Dũng rằng cuốn sách này là Tô Đoạn đưa cho tôi để tôi tìm phương pháp hóa giải chuyện của Tô Mộc bị gầy đi. Hồi lâu ánh mắt tàn bạo của anh ta mới dần biến mất, khôi phục lại dáng vẻ bình thường rồi nói: "Dường Dường, anh vừa rồi không khiến cho em sợ chứ?" Tôi gật đầu một cái nhưng liền lại lắc đầu. Vốn tôi muốn nói là có sợ, nhưng vừa rồi Đường Dũng phản ứng kịch liệt như vậy lại làm tò mò nhiều hơn, muốn biết giữa anh ta và quyển sách này có chuyện gì. Tôi liền hỏi anh ta đây là chuyện gì, tại sao một quyển sách như vậy lại khiến cho anh ta ưu tư như thế. Lúc này Đường Dũng coi như là đã tỉnh táo trở lại, ánh mắt xì ngốc nhìn chằm chằm vào quyển phó âm kinh rồi nói: "Em có biết đang là Long Bà êm đẹp ở Thái Lan, tại sao anh phải đi tới Giang Minh này không? Sẽ không phải vì quyển sách này chứ?" Tôi giật mình không dám tin nói: "Có thể coi là một nửa như vậy. Nếu không phải vì quyển sách này, sư phụ của anh sẽ không chết." "Tại sao?" Trong lòng của tôi cả kinh. Liên quan tới sư phụ của mình, Đường Dũng dường như là rất luôn kín tiếng, chỉ buột miệng nói sư phụ và sư thúc của anh ta cùng học thuật của Long Bà một lúc. Tôi nhớ láng máng sư phụ của Đường Dũng hình như còn rất lợi hại ở Thái Lan. Cụ thể tên của tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà ông ấy cho dù biến thành quỷ thì thực lực vẫn còn rất là cao thâm khó lường. Diều Diều cũng từng nói cấp bậc của sư phụ Đường Dũng cao hơn nó rất nhiều. Từ giọng điệu của Diều Diều mà nói thì sư phụ của Đường Dũng ít nhất cũng là lệ quỷ. Năm đó sư thúc của anh dường như là đã cấu kết với người ở Trung Quốc, muốn cướp đoạt hai quyển sách vốn là sách quý có 102 ở trên đời. Có hai quyển sách đó liền có thể cải tử hồi sinh, không bao giờ bước vào luân hồi. Sư phụ anh không đồng ý, đã nhiều lần trăn trở, nhưng mà sau đó thì sư thúc chạy trốn sang Trung Quốc, mà sư phụ vì ngăn cản sư thúc cho nên đuổi theo. Sau đó ông ấy liên kết với chủ nhân quyển sách này, công nhóm đặt bẫy sư thúc. Anh à, lúc ấy sư thúc còn có đồng bọn đoán được mưu kế của sư phụ, ông ta liền liều chết phản kháng. Cuối cùng rốt cuộc ông ta cùng đồng bọn chạy trốn, mang theo quyển Hoàn Dương Kinh. Còn sư phụ của anh vì bảo vệ phó âm kinh cho nên người bị thương nặng, không khỏi mà chết. Từ đó về sau phó âm kinh liền không có tung tích, không nghĩ tới lại gặp được ở trong tay của em. Đường Dũng nói, vừa nói anh ta vừa lộ ra một nụ cười khổ. Hiển nhiên là quan hệ của anh ta với sư phụ là rất tốt. Tôi có một chút lúng túng, không nghĩ tới tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút mà câu chuyện đằng sau lại nhiều như vậy. Hóa ra sở dĩ Đường Dũng xuất hiện ở Giang Minh cứ không phải là ngẫu nhiên, mà bởi vì quyển phó âm kinh này. Hơn nữa nghe câu chuyện của anh ta, chủ nhân của phó âm kinh liền hiển nhiên chính là nhà của họ Tô. Cho nên anh ta biết được Tô Đoàn đưa quyển sách này cho tôi, mặc dù trong lòng khiếp sợ nhưng anh ta vẫn thở phào nhẹ nhõm. "Vậy ý của anh là quyển sách này là nguyên lai có hai quyển, chỉ quyển này còn có một quyển khác. Vì có hai quyển sẽ khiến cho người ta cải tử hoàn sinh. Tôi có một chút khó tin, cảm giác cứ nghe như là sách trời. Mặc dù khoảng thời gian này tôi thấy được cả quỷ, nhưng mà từ xưa tới nay mọi người đều một mực nói người chết không thể sống lại. Bây giờ có người nói có thể cải tử hoàn sinh, cho dù thế nào tôi cũng không thể tin. Cụ thể có thực sự thần kỳ như vậy hay không thì cũng không ai biết, nhưng mà sư phụ anh vì nó mà chết. Hôm nay lại có thể chính mắt thấy quyển sách này, cũng coi như là có sự an ủi vong linh của sư phụ." Đường Dũng nói. Nói xong anh ta thở dài, tay hướng về phía bông sen mà vẫy vẫy.
Một làn khói trắng liền phun ra từ bông hoa sen tạo thành một bóng người. Đường Dũng mở phó âm kinh, gọi bóng người kia đến bảo hắn phiên dịch cho chúng tôi một chút. Bóng người kia nhìn sách một lượt rồi đọc qua từng chữ rất rõ ràng. Tôi đã sớm chuẩn bị xong giấy bút, mỗi chữ hắn đọc tôi cũng viết lại. Bởi vì có cấm chế, bóng người kia sau khi đọc một chữ đều dừng lại ở khoảng một thời gian dài. Khi đọc xong trang thứ nhất thì cũng đã tối. 3 ngày tiếp theo tôi đều bận rộn ghi chép lại quyển phiên dịch nội dung của phó âm kinh. Rốt cuộc cũng phiên dịch ra được hơn một nửa, phần còn lại kia ước chừng cần 2 ngày nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau 2 ngày nữa chỉnh lý lại một chút là xong. Ai ngờ ngày thứ 3 khi tôi đang sửa sang thì đột nhiên có một cảnh sát đến gõ cửa căn biệt thự. Tới cửa có chừng 7-8 cảnh sát, bọn họ đều mặc áo chống đạn, tay cầm súng, mặt đầy ngưng trọng giống như đang truy bắt tội phạm nguy hiểm. Đến khi thấy tôi mặc quần áo ở nhà ra mở cửa, bọn họ cũng sửng sốt một chút. Nhưng bọn họ không khách khí với tôi chút nào. Sau phút sững sờ ngắn ngủi, liền có 2 cảnh sát trẻ tuổi tiến vào bên trong, bấm còng số 8 vào cổ tay của tôi. Một cảnh sát trung liền cầm lấy tấm hình để bên cạnh mặt của tôi so sánh một chút, sau đó liền quát lên: "Mang đi!" Tôi thấy không ổn, bởi vì bọn họ là cảnh sát, trong tay còn có cầm súng, cho nên căn bản không dám giãy giụa. Chỉ hỏi bọn họ tại sao lại bắt tôi. Bọn họ cũng chẳng để ý, cứ như vậy mà lôi tôi đi. Lúc ra đến sân, Đường Dũng cùng với Diệu Diệu nghe tiếng đuổi ra. Thấy tôi bị bắt, sắc mặt đều tối sầm. Nhất là Đường Dũng, mắt lộ ra hung quang, bờ môi khẽ nhúc nhích, hiển nhiên tại niệm chú ngữ gì đó. Tôi đều bị sợ hãi, liều mạng lắc đầu ra hiệu cho Đường Dũng, sợ Đường Dũng nhất thời kích động đến gây phiền phức. Những cảnh sát này mặc dù thái độ kiêu căng, đối với tôi không một chút khách khí, nhưng bọn họ chí ít cũng sẽ không uy hiếp được an toàn tính mạng của tôi. Ta sống trong xã hội, lại thêm còn có cả cha mẹ tôi, nếu như chọc tới cảnh sát, kết thúc đằng sau sẽ thế nào? Sau khi Đường Dũng nhìn thấy tôi nháy mắt ra hiệu, thì hung quang trong mắt mới biến mất một chút. Nhưng anh ta vẫn không làm theo ý của tôi, trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không biết nên niệm chú cái gì nữa. Cũng may anh ta không tiếp tục xông lại, mà là tương đối tỉnh táo nhìn người cảnh sát bên cạnh tôi. Sau khi chờ cảnh sát áp giải tôi lên xe, tôi lại quay đầu nhìn Đường Dũng, phát hiện không thấy anh ta. Anh ta nhất định là muốn tới để cứu tôi. Nhưng cũng may là sau khi Đường Dũng bình tĩnh lại, anh ta rất đáng tin cậy, sẽ không tùy tiện làm việc. Lại thêm việc sau khi anh ta thì chú đối với những cảnh sát này, cũng không thấy họ có gì bất thường. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Đường Dũng sau khi tỉnh táo lại, hoàn toàn không hạ thủ với những cảnh sát này. Sau khi xác định được cảnh sát này không có vấn đề gì, tôi liền thử dò hỏi bọn họ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì mà đột ngột bắt tôi, hiện tại lại muốn dẫn tôi đi đâu. Những cảnh sát kia tất cả mặt đều lạnh như băng, không thèm để ý đến câu hỏi của tôi. Cuối cùng bị tôi hỏi nhiều quá đến phiền, mới cứng rắn tung ra 2 chữ: Bắc Kinh. Trong lòng của tôi lập tức kinh hãi. Cha mẹ tôi đang ở nhà không ai chăm sóc, đột nhiên trực tiếp đem tôi đưa đến Bắc Kinh. Cha mẹ tôi làm sao bây giờ? Tôi lập tức gấp gáp hỏi bọn họ dựa vào cái gì mà đưa tôi đến Bắc Kinh. Tôi rốt cuộc phạm phải tội gì? Nếu như bọn họ nhất định không chịu nói, tôi sẽ lập tức nhảy cửa sổ mà đào tẩu. Nhưng hiện tại tôi bị kẹp giữa 2 cảnh sát để có võ trang, đầy đủ nhìn chằm chằm, căn bản không thèm để tâm tới lời tôi uy hiếp. Tiếp tục mặc kệ tôi hỏi cái gì, bọn họ đều không chịu nói. Tôi thấy bọn họ kín miệng, thực sự không lộ ra tin tức, cảm thấy bất lực, đành phải ngậm miệng nói không. Trong đầu để nghi vấn nghĩ đây là tình huống như thế nào. Sau khi đưa lại tất cả thông tin trong đầu xem xét lại một lần, tôi rốt cuộc nghĩ ra lần này cảnh sát hành động có thể dựa vào một chuyện. Lần trước tại lầu số 32 là Diệu Diệu phá tan cửa xông vào. Nhưng lúc đó tôi cũng ở đó, cao ốc đó lại cực kỳ hiện đại, toàn loại văn phòng hạng A. Mỗi một tầng đều hẳn là sẽ có máy quay giám sát, hoặc nếu bên trong không có máy quay thì trong thang máy cũng sẽ có. Do máy quay không thu được hình ảnh của Diệu Diệu, cho nên thả cương thi kia đi chính là chỉ có mình tôi. Lúc trước tôi sốt ruột vào xem Đường Dũng bị thương thế nào, không hề có nghĩ tới phương diện này. Hiện tại nhớ lại mới thấy hối hận không kịp. Bởi vì vụ án cương thi giết người quá gây chấn động, mặc dù chính quyền Giang Minh đem hết toàn lực phong tỏa tin tức, nhưng vụ việc này vẫn bị đại án chấn kinh cả nước, cho nên bọn họ nhất định sẽ thuận manh mối để điều tra.
xem được video giám sát cao ốc lúc đó, tự nhiên cũng liền điều tra được tôi. Cũng khó trách những cảnh sát này lại trang bị võ trang đầy đủ như vậy, bởi vì trong mắt của bọn hắn, tôi có thể đem cương thi phóng xuất lại chẳng hề hấn gì, liền nhất định là hạng người vô cùng hung ác. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên có một chút lo lắng vì tình cảnh hiện giờ của tôi. Dù sao tên cương thi kia giết bao nhiêu người như vậy, cực kỳ nguy hiểm, mà tôi là người đem cương thi thả ra ngoài, trong mắt bọn họ tôi chính là chủ mưu. Bất luận nói gì đi nữa, tôi đều phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Không chừng bọn họ còn đem chuyện giết người liên hoàn chụp lên đầu của tôi. Không chỉ dân chúng cần lẽ công bằng, bọn họ cũng sẽ không thể nói những người này đều là cương thi giết. Tâm tư của tôi càng ngày càng nặng nề. Trong lòng tôi lo lắng sau khi đến Bắc Kinh sẽ phải làm sao bây giờ, lại lo lắng thân thể của cha mẹ tôi không thể chống đỡ nổi khi tôi trở về. Vạn nhất tôi không thể trở về, cha mẹ tôi chắc là sẽ chết đói. Càng nghĩ lại càng nóng lòng, nhưng tôi tay trói gà không chặt, bị một đám cảnh sát vũ trang kẹp ở giữa, không có cách nào khác. Trong lúc đó lòng tôi đang rối bời, xe cảnh sát vẫn đang phi nhanh trên đường cao tốc, đột nhiên phát ra một tiếng xoẹt vang lên thật lớn, giống như là tiếng xe phanh gấp, lốp xe quẹt trên mặt đường hai vệt đen nhánh. Mà tốc độ xe bỗng nhiên chậm lại, giống như là bị một thứ gì đó bắt lấy. Sắc mặt của tất cả mọi người siết chặt, nhất là người cảnh sát lái xe, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Dưới chân ga nhấn điên cuồng, nhưng mà kệ hắn dẫm thế nào, xe đều đã mất đi khống chế, nhanh chóng ngừng lại. Ngay sau đó trong xe tràn ngập một luồng không khí lạnh, một trường âm khí từ trên mui xe dò xét xuống dưới. Lúc đầu tôi cũng bị biến cố bất thình lình dọa cho phát xạ, nhưng sau khi thấy gương mặt này, tâm tình lo nghĩ của tôi trong nháy mắt liền tan biến, rồi vui sướng nói: Tổ Mộc, em biết anh luôn ở bên cạnh bảo vệ em. Đừng nói nhảm, xuống xe trước. Tô Mộc nhìn tôi một chút, giọng nói cứng rắn. Tôi lúc này mới phát hiện tình trạng anh ấy hiện tại so với lần trước gặp mặt đã tốt hơn rất nhiều. Mặc dù trình thể vẫn còn rất gầy gò, nhưng trông còn có sức sống hơn. Mà bên cạnh anh ấy âm khí cũng nhiều hơn không ít. Nhìn mức độ đậm đặc đã gần bằng rượu rượu. Tôi vui mừng ở trong lòng, cũng không để tâm tới cảnh sát kia, ngoan ngoãn giữ theo lời của Tô Mộc để xuống xe. Chờ sau khi tôi xuống xe, âm khí trên người của Tô Mộc trong nháy mắt tản ra, xe kín toàn bộ toa xe. Mà cảnh sát ngồi ở trong xe, sau khi bị âm khí bao phủ, sắc mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc trước còn khí thế hung hăng, vậy mà trong nháy mắt đều không động đậy, cứ như vậy trừng mắt nhìn Tô Mộc. Tô Mộc nhanh chóng quét mắt một vòng trong đám người này, sau đó nhìn về phía cảnh sát trung niên cầm đầu mở miệng rồi nói: Vì sao lại bắt cô ấy? Người là ai? Cảnh sát trung niên sẽ đến trắng bệch cả mặt. Đoán chừng hắn làm cảnh sát từ ấy năm cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy dạng người như là Tô Mộc. Cũng đúng, lệ quỷ giống Tô Mộc thế gian này vốn đã không có nhiều, người bình thường há có thể nhìn thấy mới là lạ. Trả lời câu hỏi của tôi, vì sao lại bắt cô ấy? Tô Mộc sắc mặt tối sầm, trong giọng nói đột nhiên có một tia không kiên nhẫn, đồng thời phóng xuất ra một luồng sát ý. Cảnh sát kia đã từng đóng quân lâu dài tại một vùng biên giới nguy hiểm, đối với chuyện tâm linh đặc biệt mẫn cảm. Có lẽ là ông ta cũng cảm nhận được sát ý trên người của Tô Mộc, cả người hắn rung động, chần chờ rồi nói: Cô ta liên quan vào một vụ án giết người đặc biệt lớn, cấp trên lệnh cho chúng tôi phải đưa cô ta về Bắc Kinh để tiếp tục điều tra. Chỉ là như vậy thôi sao? Tô Mộc lông mày run rẩy, thanh âm nghiêm túc mấy phần. Cảnh sát kia liền gật đầu. Sau khi xác định cảnh sát kia không có nói sai, cặp lông mày nhíu chặt của Tô Mộc mới chậm rãi giãn ra, một lần nữa đẩy cửa xe kéo tôi lên xe, sau đó nói: Anh đi cùng em tới Bắc Kinh. Tôi mê đắm nhìn anh ấy, gật đầu một cái. Mặc dù tôi không muốn đi Bắc Kinh, nhưng anh ấy nói sẽ đi cùng tôi. Có anh ấy bên cạnh thì đi Bắc Kinh một chuyến cũng không có là gì, chỉ cần có thể kịp quay về để cha mẹ tôi không ở một mình trong thời gian dài là được. Tô Mộc giống như là nhìn thấy mọi lo âu của tôi rồi nói thẳng: Em yên tâm, cái Long Phủ kia ở nhà sẽ chăm sóc cho cha mẹ chúng mình cẩn thận. Cha mẹ mình? Tôi sửng sốt một chút, sau đó lòng đầy mừng rỡ, không không để ý trước mặt có nhiều cảnh sát như vậy, ôm lấy cánh tay của Tô Mộc rồi nói: Anh vừa mới nói cha mẹ mình sao? Tô Mộc nhẹ một tiếng, giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong lòng như là mừng rỡ như điên. Mặc dù anh ấy cưới Lâm Yến Nhi, nhưng đối với tôi lại không tuyệt tình như anh ấy nói.
Trên mặt vẫn là vẻ khó chịu không muốn gặp tôi, nhưng lại đàng hoàng xuất hiện bên cạnh tôi, cùng tôi đi Bắc Kinh. Tôi rất vui vẻ, cũng không ngại thái độ lạnh như băng của anh ấy, chủ động chui vào trong ngực của anh ấy, còn kéo cánh tay của anh ấy ôm lấy tôi, ngửa đầu lên rồi nói: "Tổ Mộc, chuyện anh làm với em đã biết rồi. Anh vì cứu em, thậm chí không tiếc thi triển cấm thuật, một mạng đổi một mạng, cho nên gầy gò như vậy có đúng không? Anh cưới Lâm Yến Nhi nhất định cũng là bất đắc dĩ, nhưng sao anh ngốc như vậy? Nếu em có chết thì cũng biến thành quỷ, như vậy vẫn có thể ở cùng một chỗ với anh. Sao anh lại phải hy sinh cả lực cực âm của mình để cứu em vậy?" Trong thanh âm của tôi đầy áp vẻ nũng nịu, đây là lần đầu tiên tôi nói ra cùng với Tô Mộc như vậy. Quả nhiên Tô Mộc sửng sốt, sau đó cúi đầu xuống nhìn tôi, cây cằm gầy lộ ra về góc cạnh sắc sảo, hình dáng như cũ vẫn nhìn hết sức đẹp trai. "Anh cứu em bởi vì em là vốn liếng mà anh lưu giữ ở trần gian. Em chết thì không sao, nhưng mà anh lại không thể quay về trần gian được nữa, cho nên không thể để cho em chết." Tô Mộc nói, trước khi anh ấy nói đã dùng âm khí che kín lỗ tai của nhóm cảnh sát vũ trang, cho nên hai người chúng tôi nói chuyện đều không một chút kiêng kỵ. Tôi nghe những lời này trong nháy mắt liền mất hứng, hùng hằng trừng mắt nhìn Tô Mộc. Cái gì tiền với trả vốn? Rõ ràng trong mắt rất quan tâm tới tôi, vì cứu tôi hồn phách thiếu chút nữa cũng không giữ được, bây giờ còn giả bộ dáng vẻ thanh cao lãnh đạm, nói cứu tôi chỉ là để anh ấy trực tiếp có thể trở lại trần gian. Nếu như tôi không biết anh ấy, vì tôi cái gì cũng đều làm, tôi nhất định sẽ lại tức giận đến phát điên, cho rằng Tô Mộc là một kẻ lừa đảo tình cảm, bạc tình bạc nghĩa. Nhưng anh ấy đang êm đẹp, tại sao luôn nói những lời tổn thương đến tôi? Hơn nữa vào thời điểm lần trước tôi thấy anh ấy, âm khí bên cạnh anh ấy hầu như là trong suốt, đến nhìn không thấy rồi. Anh ấy cũng gầy đến thoát hình, lần này gặp lại ngược lại đã tốt hơn nhiều, đây là tại sao? Trong lòng của tôi rất hiếu kỳ, hỏi anh ấy trong khoảng thời gian này đã làm gì, gần đây tình trạng đã tốt hơn rất nhiều, tôi rất an tâm. Anh ấy cũng không trả lời tôi, biểu tình lạnh lùng như trước, đối xử với tôi so với lần gặp mặt trước cũng cứng hơn rất nhiều, giống như là giữa chúng tôi có khoảng cách vô hình nào đó. Lúc này tôi mới nhớ ra, lần trước anh ấy trước khi đi từng hỏi tôi, khuôn mặt lúc đó của anh ấy có thể tiếp nhận được hay không. Lần đó tôi kinh sợ đẩy anh ấy ra. Nhất định là bởi vì chuyện này để lại một vết thương trong lòng của anh ấy. Anh ấy cho rằng tôi để ý dung mạo của anh ấy bây giờ mới bảo chỉ lãnh đạm đối với tôi. Nghe vậy tôi liền ôm cổ của Tô Mộc, ngửa đầu lại gần, đôi môi chủ động hôn lên đôi môi lạnh như băng của anh ấy. Anh ấy cũng không nghĩ đột nhiên tôi lại chủ động như vậy, liền nhướng mày. Bất quá anh ấy cũng không có đẩy tôi ra, mà là theo thói quen đem ôm tôi thật chặt, rất nhanh liền đảo khách thành chủ. Toàn bộ cảnh sát ở trong xe tuy rằng không nghe được chúng tôi nói chuyện, nhưng có thể nhìn thấy được mọi động tác của chúng tôi. Nhìn thấy vậy sắc mặt đều nhanh chóng tái đi, lúng túng muốn chết. Tôi cũng bị bọn họ nhìn đến ngượng ngùng, nhưng tôi bây giờ vì lấy lòng Tô Mộc cũng không quản nhiều như vậy. Quả nhiên ngoài miệng Tô Mộc nói chán ghét tôi, nhưng cơ thể ngược lại rất thành thật. Không bao lâu hơi thở của anh ấy liền mất khống chế. Bất quá sau khi anh ấy buông tôi ra, vẫn là một bộ sắc mặt khó chịu, chứng chạc đàng hoàng ngồi ở bên cạnh tôi, thật giống như hai chúng tôi ai cũng không quen ai vậy. Tôi biết anh ấy kỳ thực cũng không còn tức giận nữa, thậm chí còn có thể cảm nhận anh ấy hiện tại đang rất vui vẻ, chỉ là đang giả bộ tức giận mà thôi. Tôi liền đùa giỡn ở trong ngực của anh ấy dùng sức cắn, rồi gối lên cương ngực không còn dư lại bao nhiêu mà ngủ. Anh ấy cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, hình như không cảm thấy được hành động của tôi. Lái xe một ngày một đêm, vừa mới tới Bắc Kinh, chờ đến lúc xuống xe, tôi cùng với Tô Mộc quan hệ đã hòa hảo như lúc ban đầu. Nhất là tôi, sau khi cùng với Tô Mộc hòa hảo lại đặc biệt vui vẻ, thậm chí không cảm thấy là đang bị bắt tới thẩm vấn, mà giống như là một cặp tình nhân đến Bắc Kinh để du lịch. Dựa vào quan sát của tôi, chúng tôi bây giờ đang ở trong một ngôi nhà giam ở vùng ngoại ô của Bắc Kinh, phụ cận của một tòa nhà ngục giam của phụ nữ. Mà ngục giam dành cho phụ nữ, bên cạnh đứng vững một tòa nhà cao ốc, phía trên treo một huy hiệu cảnh sát thật to, hẳn là một tòa nhà ký túc xá của cảnh sát. Bởi vì có Tô Mộc ở bên cạnh, thái độ của những cảnh sát kia đối với tôi tốt hơn rất nhiều, đem tôi từ trên xe gọi xuống, trực tiếp mang theo chúng tôi đi tới phương hướng của tòa cao ốc. Tòa cao ốc kia được bảo vệ rất nghiêm ngặt, cơ hồ mỗi một cánh cửa đều có hai vị cảnh sát mang súng thủ vệ đứng hai bên, khiến cho tôi bị áp lực giống như là núi đè. May mà có Tô Mộc ở bên người, trên đường đi tôi đều kéo lấy tay của anh ấy.
Sau khi tiến vào thang máy cao ốc, người cảnh sát hộ tống chúng tôi mới dừng lại rồi nói: sau khi thang máy dừng lại sẽ có người tiếp ứng. Nói xong hắn liền lưu loát cất bước rời đi. Điều này khiến tôi có chút kinh ngạc. Dù sao thì nhìn bọn họ từ Giang Minh đem tôi truy bắt tới Bắc Kinh, tôi hẳn là một tội phạm lớn mới đúng. Bọn họ vậy mà chịu thả tôi cùng với Tô Mộc tự mình hoạt động, công không sợ chúng tôi bỏ trốn. Bất quá tôi bây giờ cũng không có tâm tư trốn chạy. Chung quy cảnh sát có thể tìm đến tôi, nhất định sẽ tra được cặn kẽ mọi tin tức của tôi. Tôi là người sống, sinh sống ở dưới chế độ luật pháp. Bây giờ bỏ chạy liền có nghĩa là tôi muốn bị toàn nước phát lệnh truy nã. Dựa vào việc Tô Mộc có thể đem cả sở cảnh sát khống chế, còn muốn theo tôi cùng đi Bắc Kinh, đoán chừng đã suy xét đến mấy vấn đề này. Tôi và Tô Mộc nhìn nhau đi vào thang máy, nhưng không biết nên đi tầng mấy, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện nhấn số liền. Thang máy vậy mà không có phản ứng, chắc là loại thang máy quét thẻ để đi vào. Cũng may sau khi tôi bấm loạn, thang máy tự động đi lên, đi một hồi liền dừng lại, mặt trên cũng không có hiện là đang ở tầng mấy. Đoán chừng là vì phòng ngừa người khác biết vị trí cụ thể của đối phương. Này an ninh không hổ là cao ốc của cảnh sát, quả thực làm thật kín kẽ tường tận. Tôi dứt khoát cũng không khẩn trương như vậy, dù sao cũng có Tô Mộc ở đây, anh ấy nhất định sẽ đảm bảo tôi được an toàn. Tôi liền nhanh chóng đi theo chân của Tô Mộc là tốt nhất. Ra khỏi thang máy, ở cửa đã có một vị nữ cảnh sát đang đứng đợi. Trong tay của nàng đồng dạng cầm một tấm hình. Sau khi trông thấy tôi cùng với Tô Mộc, liền giơ tấm hình lên nhìn tôi một chút so sánh, tiếp đó liền gật đầu một cái, mang theo chúng tôi trực tiếp đi vào trong gian phòng làm việc. Hai bên phòng làm việc đều cài đặt một cánh cửa kiểm tra an ninh, giống như là cửa kiểm tra sân bay vậy. Chúng tôi sau khi đi vào, nhìn thấy một người đàn ông hơn 50 tuổi mặc quân trang đang ngồi phía sau bàn làm việc. Trước mặt của ông ta còn có một người khác đang đứng. Người nọ toàn thân trang phục đạo sĩ, đỉnh đầu vẫn một búi tóc, khí vũ hiên ngang. Sau khi nhìn thấy tôi lập tức giương cây phát trận trong tay rồi nói: Vương cục trưởng, người này chính là Bần đạo bế môn đệ tử Lộc Dương, nàng tuyệt đối không phải là chủ nhân của những cương thi kia. Tôi thấy vị đạo sĩ kia cũng sững sờ, người này tôi nhận thức, đó chính là Đinh Thiện. Nhưng mà tại sao ông ấy lại ở chỗ này? Hơn nữa từ lúc nào tôi đã trở thành bế môn đệ tử của ông ta? Thấy tôi ngẩn người, Phong Thiên vội vàng nháy mắt với tôi. Tôi không thể làm gì khác hơn liền gật đầu một cái đối với cục trưởng Vương kia, coi như là chào hỏi. Đạo trưởng Phong Thiên, mặc dù vụ án này bị đè xuống, nhưng mà tính chất hết sức nghiêm trọng. Cho dù cô ấy là đệ tử của ông, thì quả thật ngày hôm ấy cô ấy có xuất hiện ở hiện trường vụ án. Hơn nữa có chứng cứ cho cô ấy là người thả hung phạm đi. Cho nên dù thế nào cô ấy cùng với vụ án này cũng không thoát khỏi có liên quan, nhất định phải thẩm pháp một phen. Cục trưởng Vương nói. Ông ta nói với Phong Thiên rất khách khí. Nếu như phải nể mặt mũi của Phong Thiên thì có lẽ tôi đã bị mang tới phòng thẩm vấn, tra khảo cẩn thận chứ không chừng. Xem ra lần này quả thật tôi đã coi thường Phong Thiên. Mặc dù bản lĩnh của ông ấy không cao, nhưng mà giao thiệp thì thật không tệ. Ngay cả cục trưởng Vương của Bộ Công an cũng thân thiện với ông ta như vậy. Phong Thiên gật đầu một cái bày tỏ đồng ý với lời nói của cục trưởng Vương. Sau đó ông ta liền quay đầu nhìn về phía tôi rồi nói: Học trò ngoan, cụ thể con trải qua những điều gì hãy nói với cục trưởng Vương một chút, chớ có bỏ sót điều gì. Nếu không còn bị bắt oan, lại khiến cho hung thủ tiêu dao ở ngoài vòng pháp luật đó. Vừa nói ông ta vừa nháy mắt với tôi một cái. Bởi vì chuyện của Đồng Ngọc Thanh lần trước, tôi rất không ưa Phong Thiên. Không hiểu ông ta vừa rồi ra dấu có ý gì. Tôi liền nghiêng đầu nhìn về phía của Tô Mộc. Anh ấy khẽ gật đầu một cái, tỏ ý bảo rằng tôi hãy nói hết mọi chuyện ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 28 của bộ truyện này.